Thưa quý vị các bạn, sáng qua tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát 200 tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân về tình yêu biển đảo của Tổ quốc, nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là nội dung chống nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới biển Tây Nam. Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách và ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng 15 suất quà cho 15 học sinh nghèo học giỏi, tiếp tục đỡ đầu 3 học sinh nghèo học giỏi tiêu biểu với tổng số tiền 42 triệu đồng, trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, phát 1.000 khẩu trang y tế và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho ngư dân xã đảo An Sơn. Năm nay đó thì chương trình là rút gọn lại đó, thì tụi tôi đó chỉ phối hợp làm tốt cái công tác an sinh xã hội thôi, nó còn các chương trình khác theo kế hoạch thì hiện tại là tạm dừng, đợi thời gian hết bệnh thì dịch bệnh thì sẽ thực hiện. Trong chuỗi hoạt động kết hợp làm công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại xã đảo An Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng tình cảm, niềm tin, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.